Hello everyone. Today we will take the test English 9. Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ giải đề kiểm tra tiếng Anh học kỳ 2 hay còn gọi là đề thi học kỳ 2 chương trình tiếng Anh lớp 9 nha. Rồi đề số 2. Ok. Nào, đầu tiên là chúng ta sẽ vào phần phát âm come, once, some và continue như đã viết ra cho các bạn. Trong phiên âm quốc tế thì cái chữ come, once và some nó giống nhau, là chữ V ngược như thế này. Trong continue là chữ ở. Vậy đáp án là câu D. Câu số 2. Câu số 2 là stay, lake, climate, mệt ở nha. Vacation. Vậy đáp án của chúng ta sẽ là câu C. Câu số 3, busy. Chúng ta đọc là busy, không phải là busy đâu. Cái chữ sờ có hai cách phát âm là s và z. Busy, visit, museum và conversation. Ok, đáp án là câu D. Invite, tropical là chữ Y này, divide là chữ I này, primary là I này. Câu A, câu C, câu D là I, trong khi câu B là Y. Vậy đáp án là câu B. Rồi, xuống bài dưới. Liên quan ngữ pháp, compare luôn đi với with, là compare with là so sánh với. Mức sống của Việt Nam thì thấp hơn, so sánh so sánh với Singapore, compare with, nhớ luôn nhá. Train thì rất là bận rộn, train rất là bận rộn, cô ta sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Cô train rất là bận rộn, tuy nhiên cô ta sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Chúng ta sẽ xài however ở đây, nhìn này. Có dấu phẩy ở đây thì chúng chắc chắn ở đây xài however hoặc là therefore, mà dịch về nghĩa thì chắc chắn xài however, bởi vì đây là tuy nhiên, còn therefore sẽ chỉ là do đó. Câu số 3, anh ta ướt át, anh ta bị ướt này. Vì anh ta quên mang dù. Bây giờ vì, chúng ta phải tìm từ nào có nghĩa là vì. So là vì vậy, không được. Because of là vì, since là vì, but là nhưng. Vậy câu B hoặc câu C thôi. Nhưng các bạn lưu ý, đằng sau because of là cộng với một cụm danh từ hoặc một rập in. Since thì cộng một mệnh đề. Mệnh đề là có chủ ngữ, có động từ trong câu. He là chủ ngữ, forgot là động từ trong câu. Vậy đây sẽ là một mệnh đề, cho nên chúng ta xài since, không thể xài because of được. Câu số 4, vào ngày lễ phục sinh thì mọi người tập trung trên đường để xem cái gì, những màn diễu hành đầy màu sắc. Diễu hành là parade, show là màn là biểu diễn, contest là cuộc thi và slay là nô lệ. Chúng ta sẽ chọn parade. Rồi câu số 5, có một cái vòi nước bị nhỏ giọt, bị nhỏ giọt ở trong bếp. Bị nhỏ giọt ở đây sẽ là một cái tính từ dripping, bị nhỏ giọt này. Rồi, câu 6, dripping này không có chữ p, không chơi được, phải là dripping mà gấp đôi chữ p, bởi vì chữ p này đứng trước một nguyên âm y đây. Rồi câu 6, chúng tôi lo lắng về sự thiếu nước ngọt, thiếu nước nước ngọt ở cho dân số thế giới, sự thiếu thốn là shortage nha chưa. Rồi short là ngắn này, shorten là làm ngắn là động từ, shortening là động từ ở dạng thêm ing. Rồi I suggest that, tôi đề nghị rằng chúng ta nên tiết kiệm tiền cho người nghèo ở khu vực sống của chúng ta. Chúng ta lưu ý cái the suggest này thì đằng sau phải là khuyên bảo, phải là should cộng động từ nguyên mẫu. Ở đây chúng ta sẽ chọn should save. Nếu mà đằng sau suggest luôn liền luôn á, không có that á, suggest mà cộng động từ thì ở đây sẽ là động thêm ing, nhưng mà đây có một mệnh đề đằng sau thì ở đây sẽ là should cộng động từ nguyên mẫu. Ok. Rồi All Nonsense là cái bài hát mà hát ở đến giao thừa. Bây giờ cái này là liên quan đại từ quan hệ này. With, who, whom, when là liên quan đại từ quan hệ rồi. Vậy nào, chúng ta phải lưu ý cái từ trước đó. Xong là bài hát là vật. Nếu mà thay thế cho vật chúng ta sẽ with hoặc that. Nhớ chưa? Thay thế, nếu mà ở đây là người chúng ta sẽ who. Nếu mà người chúng ta có thể say who hoặc whom, nhưng mà đóng vai trò chủ ngữ trong câu là say who, đóng vai trò tân ngữ trong câu say whom. Ok. Rồi when là dành cho thời gian, ở đây chọn which nha. Câu tiếp theo, bài nối. Chúng tôi rất là mệt mỏi, nhưng chúng tôi phải làm việc, phải hoàn thành bài tập về nhà. Rồi câu số 2, chúng tôi muốn mua một ngôi nhà mới, vì thế chúng tôi tiết kiệm tiền. Câu số 3, nếu chúng tôi lại trễ thì chúng tôi sẽ bị mất việc. Câu số 4, chúng tôi không thể gặp bạn được bởi vì chúng tôi rất là bận rộn. Vậy, đáp án của chúng ta đó. Rồi, sang bài reading. Sang bài reading. Rồi, dịch này. Nhiều quốc gia thì sẵn sàng sử dụng, đã. Cái này sẽ dịch là nhiều quốc gia đã sử dụng năng lượng mặt trời.
Năng lượng mặt trời sẽ là solar energy, chúng ta có rồi, không cần phải suy nghĩ nhiều. Rồi solar cái gì đó liên quan mặt trời này, thử được đặt trên mái nhà chắc chắn là solar panel rồi, là cái pin pin mặt trời ấy, được đặt ở trên mái nhà của ngôi nhà, của một ngôi nhà. And the sun energy, và năng lượng mặt trời được sử dụng để làm gì, để làm gì nước đây, để đun nóng nước. Ở đây phải là to heat, động từ nguyên mẫu nha. Rồi năng lượng có thể được lưu trữ trong một vài ngày, vì thế vào những ngày có gió, vào ngày có gió thì bạn có thể sử dụng năng lượng mặt trời. Ngày gió là windy day, không phải ngày gió mà là ngày có mây á, cloudy day. You can use solar energy to Sweden, Thụy Điển thì rất có một cái sự tiến bộ trong việc, trong cái chương trình ha, tức là có một cái chương trình năng lượng mặt trời nâng cao. Ở đó tất cả tòa nhà sẽ được thì đốt nóng bởi năng lượng mặt trời, và ô tô sẽ sử dụng năng lượng mặt trời thay vì ga vào năm 2015. Ở đây sẽ là will use, bởi vì sao, ở đây là will be ha, and sẽ nói hai đồng đẳng, ở đây là will thì ở đây sẽ là will thôi. Ok, rồi xuống bài dưới. Bài dưới nó về ô nhiễm này, liên quan đến dầu, ô nhiễm đại dương. Rồi giật này, our ocean are becoming extremely polluted. Đại dương, những cái đại dương của chúng ta đang trở nên cực kỳ ô nhiễm. Most of this pollution comes from land. Hầu hết những cái ô nhiễm này đến từ đất liền. Which means it comes from people. Điều này có nghĩa là đến từ con người. Firstly, đầu tiên, there is raw sewage. Ở đó sẽ có những cái chất thải thô. Which is pumped directly into the sea. Cái mà được đổ trực tiếp ra ngoài biển. Many countries both developed and developing, những nhiều đất nước cả phát triển và đang phát triển, guilty bị buộc tội là doing, guilty of doing this, bị buộc tội làm điều này. Tất cả mọi người đó ha. Secondly, thứ hai, ship the drop about, những con thuyền làm rơi khoảng 6 triệu tấn garbage rác vào trong biển mỗi năm. Thirdly, there are oil from ship. Còn có dầu từ thuyền. A ship has an accident. Một con thuyền thì có một cái tai nạn. And oil leaks from the vessel. Và dầu sẽ rò rỉ từ những con tàu. This not only pollutes the water. Nó không chỉ làm ô nhiễm nước. But it also mà còn giết marine life, tức là thực động vật, những cuộc sống dưới nước. Next, tiếp theo, there are waste, còn có rác, waste material, rác thải từ nhà máy, without mà không có quy định phù hợp, với nếu không có quy định phù hợp, factory owner, những ông chủ nhà máy lệ cho phép rác thải đổ trực tiếp ra ngoài sông, và cái này sẽ dẫn ra ngoài biển. And finally, và cuối cùng, dầu được rửa từ đất liền. Cái này có thể là kết quả của sự bất cẩn hoặc có chủ ý, hoặc là đổ có chủ ý từ các con tức là gì, điều này có nghĩa là có thể là cái việc kết quả của việc bất cẩn, sự bất cẩn hoặc là đổ rác thải có chủ ý của con người đó. Rồi chúng ta sẽ làm này, chú phone này. Các đại dương đang trở nên ngày càng ô nhiễm bởi vì con người, đúng. Chú, rất nhiều đất nước bị cáo buộc là đổ rác thải trực tiếp ra biển, đúng. Chữ tràn dầu, oil spill là tràn dầu từ thuyền chỉ gây ô nhiễm nước, sai, nó còn gây làm giết này, giết cuộc sống dưới nước này. Factory owner là những ông chủ nhà máy cho phép đổ rác trực tiếp ra ngoài biển, sai, đổ ra ngoài sông sau đó mới ra biển ha. Rồi câu 5, dầu có thể không là kết không có thể không phải là kết quả của sự bất cẩn và đổ rác có chủ ý, sai ha. Rồi xuống bài dưới, hãy nghe giáo, bây giờ viết lại câu nghĩa không đổi. Listen to the teacher carefully or you can't understand the lesson. Hãy lắng nghe giáo viên một cách cẩn thận hoặc là bạn không thể hiểu được bài. Ok, rồi chúng ta sẽ viết nào. Rồi, nếu bạn không nghe giáo viên cẩn thận thì bạn không hiểu được bài. Ở đây sẽ là câu điều kiện loại 1. If you don't listen to the teacher carefully,
carefully you can understand the lesson. Để tiếp nha. Câu số 2, Nam nói rằng chúng ta hãy đi tới trường bằng xe đạp hoặc xe buýt để tiết kiệm tiền và năng lượng. Nam đề nghị rằng suggest that we hoặc là they, được chưa? Should, nên, bọn họ nên go to school by bus or buses. Vân vân vân, viết tiếp. Được chưa? Rồi câu số 3, chị gái tôi đã rớt kỳ thi cô ta bởi vì sự lười biếng cô ta. Cái từ because of này là bởi vì ha, bởi vì cộng một cụm danh từ là her laziness. Bây giờ xin cũng là vì ha, vì nhưng mà cộng một mệnh đề. Ở đây chúng ta phải đổi cái her laziness thành một cái mệnh đề chủ ngữ là my sister, vì chị gái tôi lười. Ở đây thiếu to be nha, các bạn đều chú ý ở đây có ed nè. Ed tức là câu ở quá khứ rồi, thì ở đây chúng ta sẽ xài to be ở quá khứ. Và lazy chuyển về giải tính từ lazy này, laziness là danh từ, bây giờ chuyển thành tính từ là lazy thôi. Phải she failed her exam bởi vì vì cô ta lười biếng, vì chị gái tôi lười biếng, cô ta đã rớt kỳ thi. Rồi câu 4, một cô gái bây giờ đang ở bệnh viện, cô ta bị thương trong tai nạn. Bây giờ các bạn lưu ý hai câu này có cùng chủ ngữ là một cô gái và she là thay thế. She là viết lại cho cô gái đó. Chúng ta sẽ xài đại từ quan hệ who để thay thế. Nhớ chưa? The girl, cô gái mà bị thương trong, chúng ta sẽ viết câu sau trước, bỏ chủ ngữ đi. Was injured in the accident. Rồi viết tiếp câu đằng trước. E now in hospital. Rồi, câu tiếp theo. Gia đình của anh ta rất là nghèo, tuy nhiên anh ta là học sinh giỏi nhất lớp tôi. Chúng ta chuyển từ tuy nhiên thành mặc dù, phải không? Mặc dù gia đình anh ta nghèo nhưng anh ta là học sinh tốt nhất. Vậy ghi đầu câu nhé. His, although his family is very poor. Rồi, phải he, bỏ however nhé. He is the best student of my class. Ok. Rồi, đề thi học kỳ 2 của chương trình TL lớp 9 đến đây là hết rồi. Goodbye. See you again.